ước mơ của mình là bấm cái này ra để có loại mất cái số 2 đúng không? Mà làm sao bấm được? Nhân Thì số mình 2. làm cách cơ bản thôi, là mình bấm từng cái, mình bấm 36. Sau đó mình bấm bằng rồi bấm shift FACT. Đó. Ra nhiêu? 6 mũ 2, đúng không? Tiếp tục bấm 49 đi. Tại sao? Đúng không? 6 mũ 2 đúng không? 36. 36 bằng shift FACT. Thì là 6 mũ 2 đó, 36 bằng 2 mũ mấy? 2 mũ 2 nhân 3 mũ 2 thì bằng 2 nhân 3 tất cả mũ. Mũ 2 là 6 mũ 2 đó. Đúng chưa? Tiếp tục bấm 49 đi. 49. 49 bằng nhiêu? 7 mũ. 7 mũ 2. Đó, xong. Đó đây biết làm chưa? Hay tiếp nữa. Rồi. Bằng luôn ha. Ra 6 phần 7 tất cả mũ. 2 là tất cả mũ. Trừ 1 phần 2. Mũ của mũ là gì? Mũ của mũ là nhân. Là nhân đi. 2 nhân cho trừ 1 phần 2. Trên dưới rút rút. Ra bao nhiêu? 6 phần 7 tất cả mũ trừ. Trừ 1. Là 7 phần 6. Xong.